Những vụ thay logo mạnh tay nhất thế giới. Hầu hết những thương hiệu lớn khi thay logo đều chỉ sửa đổi rất nhỏ. Ví dụ Coca-Cola từ năm 1880 gần như không thay đổi logo. Tuy nhiên Apple, IBM hay Pepsi đều từng chuyển sang thiết kế hoàn toàn mới và rất thành công. Theo BI, đây là những vụ thay đổi logo mạnh tay nhất của các thương hiệu lớn. Từ năm 1888 cho đến năm 1924, IBM luôn sử dụng các thiết kế logo khá phức tạp. Và sau sự ra mắt không thành công của thiết kế logo lấy ý tưởng từ quả địa cầu năm 1924, IBM đã quyết định đơn giản hóa logo của họ. Logo ra đời vào năm 1947 là thiết kế đã định hình cho thương hiệu IBM và không thay đổi nhiều cho đến ngày nay. Dòng chữ International Business Machine được thu gọn về thành 3 ký tự viết tắt là IBM và trình bày theo phong cách dễ hiểu. Logo hiện tại của IBM được thiết kế bởi Paul Ren và khá tương đồng với các thiết kế của năm 1947. Tất cả những ký tự viết hoa thể hiện sức mạnh của công ty, những đường sọc ngang đại diện cho tốc độ phát triển của các dòng sản phẩm và việc lựa chọn màu xanh da trời trong phông chữ để phản ánh sự chuyên nghiệp của thương hiệu. Thiết kế logo hiện tại của IBM không thay đổi từ năm 1972 cho đến nay và nó thực sự dễ nhận biết trên toàn thế giới bởi sự đơn giản này. Logo đầu tiên của Pepsi được thiết kế cuối thế kỷ 19, đến năm 1962 họ chuyển sang logo như hiện tại. Logo Pepsi chính là một vũ khí lợi hại giúp nhãn hiệu nước giải khát này phân biệt được với Coca-Cola. Logo Pepsi chính là một trong những logo ấn tượng và đắt giá nhất hành tinh. Cũng giống như nhiều thương hiệu khác, logo của Pepsi có nhiều phiên bản khác nhau. Các phiên bản đầu tiên chính là tên của nhãn hiệu nước uống này, được thiết kế cách điệu với màu đỏ chủ đạo. Logo hiện nay của Pepsi chính là phiên bản ra đời nhằm kỷ niệm 100 năm thành lập của nhãn hiệu này vào năm 1998. Logo này đã nhận được sự đón nhận nồng nhiệt và giúp lan tỏa thương hiệu. Hình dáng của logo Pepsi là một hình tròn gồm 3 phần, phần màu đỏ ở phía trên, phần màu xanh dương ở phía dưới và trung tâm là một dãy sóng màu trắng. Ý nghĩa mà logo này truyền tải thì cần có rất nhiều tài liệu vì nhóm thiết kế đã cần đến 27 trang để giải thích nó. Nguyên nhân là logo Pepsi đại diện cho nhiều vấn đề khá phức tạp như từ trường trái đất, phong thủy, thuyết tương đối. Hơn nữa, để đưa bản thiết kế này, đội ngũ chịu trách nhiệm thiết kế còn phải nghiên cứu và tổng hợp các nguyên lý thiết kế từ trước đến nay, tổng hợp các mẫu chai Pepsi, tổng hợp các logo qua các thời kỳ, đặc biệt để thể hiện tính trẻ trung và tươi mới. Nhóm thiết kế phải đảm bảo sao cho logo Pepsi ở các góc độ khác nhau đều cho cảm giác đó là một mặt cười. Quả là một sự đầu tư cả về nội dung lẫn hình thức. Màu sắc của logo Pepsi cũng dần thay đổi. Lúc đầu logo Pepsi thuần một màu đỏ khá giống với màu chủ đạo của Coca-Cola. Hiện nay logo của Pepsi có 3 màu đỏ, trắng, xanh dương bên cạnh tên thương hiệu màu trắng. Cả logo và tên thương hiệu đều nằm trên nền màu xanh dương. Màu xanh dương chính là màu mà Pepsi lựa chọn để tạo ra sự khác biệt với màu đỏ của Coca. Logo đầu tiên của Amazon muốn đưa dòng sông vào chữ A, nhưng nó chỉ tạo ra một hình ảnh chẳng giống cả hai thứ đó. Logo hiện tại dễ đọc hơn. Thoạt nhìn logo này khá đơn giản, nó chỉ bao gồm tên công ty và một mũi tên ở phía dưới những chữ cái. Nhưng chính mũi tên đó lại mang nhiều ý nghĩa hơn là một thứ để trang trí. Nó biểu hiện cho nụ cười của khách hàng sau khi trải nghiệm những điều thú vị tại Amazon. Bên cạnh đó, mũi tên được bắt đầu từ chữ A và kết thúc tại chữ Z. Điều này thể hiện sự đa dạng trong những sản phẩm từ Amazon. Qua đó bạn có thể tìm tất cả mọi thứ từ A đến Z, từ những vật dụng nhỏ nhất tại Amazon. Microsoft thay đổi logo hệ điều hành Windows khá nhiều lần, nhất là khi ra mắt phiên bản mới. Đây là thiết kế tối giản của năm 2012 cho Windows 8. Logo đầu tiên của Microsoft ra mắt năm 1975 và nó phản ánh xu hướng phông chữ trong những năm 70 và 80 của thế kỷ trước. Trong năm 1980, logo này được tái thiết kế với các ký tự được in đậm. Microsoft ra mắt một thiết kế logo mới vào năm 1987 với tên gọi Pac-Man. Logo này được thiết kế bởi Scott Beck. Và để nhấn mạnh thứ sốt, nhà thiết kế này đã tạo ra một vết chém giữa ký tự O và S. Chi tiết này có ý nghĩa thể hiện sự chuyển động, tốc độ và sức mạnh. Hiện nay, hình ảnh đại diện cho logo của Microsoft đó chính là 4 ô vuông đầy màu sắc, đỏ, xanh lá cây.
Theo từng năm tháng, logo của Apple cũng dần thay đổi màu sắc và hình ảnh 3D khác nhau, nhưng hình ảnh của quả táo khán giả vẫn được duy trì và không có sự khác biệt quá nhiều. Sự thay đổi màu sắc làm mới mình hơn trong mắt khách hàng, cũng như tạo bước ngoặt. Logo được đánh giá là đẹp nhất của họ với chữ K màu đỏ được cách điệu bên trong ô màu vàng quen thuộc. Năm 1987, sự thay đổi duy nhất đó là dòng chữ Kodak sử dụng toàn bộ phông mới hiện đại hơn. Hãy ấn đăng ký và tích vào chuông để nhận thông báo có video mới nhất nhé!